Hello, xin chào mừng quý anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân đang đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, nơi mà quý anh chị có thể trao gửi niềm tin, nơi mà quý anh chị có thể tìm thấy cho mình những sản phẩm bất động sản sạch, giá rẻ, pháp lý rõ ràng để đầu tư sinh lời, thay đổi cuộc sống cũng như để an cư lập nghiệp quý anh chị nhé. Gặp lại quý anh chị thì trong lòng Biển Xanh rất là vui. Nếu đây là lần đầu tiên quý anh chị mình đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh thì hãy nhấn đăng ký kênh và nhấp vào chiếc chuông góc phải màn hình để mỗi khi Biển Xanh ra video mới thì YouTube sẽ báo vào màn hình điện thoại để quý anh chị mình có thể tiện theo dõi hơn. Và Biển Xanh cũng rất là mong quý anh chị mình luôn luôn là dồi dào sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bởi vì trong cuộc đời này chúng ta có sức khỏe thì sẽ có tất cả quý anh chị nhé. Và ngày hôm nay thì Biển Xanh sẽ lại tiếp tục làm con ong chăm chỉ để giới thiệu đến quý anh chị, quý nhà đầu tư mình một sản phẩm ký gửi mới nằm trong khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, tọa lạc ngay tại mặt tiền đường tỉnh Lộ 9 thuộc xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với địa phận của xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là 8 km, và cách trung tâm Sài Gòn, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 35 km quý anh chị nhé. Sản phẩm ký gửi ngày hôm nay là một lô đất có cái vị trí cực kỳ là đẹp, nó nằm ngay góc kế gần với công viên Nhật Bản, một cái vị trí mà dân sinh nhà cửa cũng đang đua nhau mọc lên rất là nhiều, rất là thông thoáng, đường nhựa và nước là nước máy quý anh chị nhé. Cái lô này thì do chủ đất người ta đang muốn bán nhanh với giá chỉ có 795 triệu, diện tích là 4 x 18.5, tổng diện tích trên sổ nó là 73,7 m², hướng nam quý anh chị nhé. Vị trí này nhà cửa đang đua nhau mọc lên rất là nhiều, mình có thể mua để đầu tư sinh lời hoặc là mua để dành, mua để an cư lập nghiệp, thì đây là một vị trí nó khá là đẹp cho chúng ta có thể sở hữu quý anh chị. Đây cũng đang xây nhà thêm một căn nữa này quý anh chị. Và bên kia thì chính là cái công viên Nhật Bản, công viên Á Đông, đường nhựa rất là sạch sẽ. Vị trí của chúng ta đó là từ cái cọc bê tông này. Ở đây chủ đầu tư có đóng cọc cho mình rồi quý anh chị nhé. Từ cọc này mình đo sang là 4 m và dài sâu xuống dưới là 18.5. Tổng diện tích trên sổ là 73,7 m², hướng nam, đất thổ cư 100%. Và vị trí này thì nó rất là thoáng thông và cái vỉa hè cũng to quý anh chị nhé. Vỉa hè lên đến 3 m và lòng đường 8 m. Chúng ta chạy sang bên kia là công viên Nhật Bản, khu vực này nhà cửa đang xây rất là nhiều và giá của lô này chỉ có 795 triệu mà thôi, rất là phù hợp để quý anh chị có thể mua để an cư lập nghiệp hoặc mua để dành cho con cháu của mình sau này, mua để dành cho tương lai của mình sau này. Bây giờ ở cái khu vực Đức Hòa này thì cái giá của những cái dự án nó rất là cao quý anh chị nhé, như là khu dân cư Xuyên Á, Hoàng Gia hay là Phú Nguyên 1, Phú Nguyên 2. Giá bây giờ đã tăng lên rất là cao, chỉ còn lại là khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh này thì cái giá nó còn khá là mềm để nhiều quý anh chị mình có thể sở hữu, rất là vừa túi tiền quý anh chị nhé. Pháp lý thì rõ ràng, minh bạch, sổ hồng riêng trao tay, mình mua là chỉ việc đi sang tên công chứng đăng bộ theo quy định của nhà nước mà thôi. Vị trí của lô này thì nó cực kỳ là đẹp, cho nên là quý anh chị nào xem được video của Biển Xanh thấy phù hợp với nhu cầu của mình đang tìm kiếm, phù hợp với quỹ tài chính của mình thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số điện thoại 0377304018. Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị mình xem đất và tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi quý anh chị nhé. Kính chúc toàn thể quý anh chị, quý nhà đầu tư luôn dồi dào sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta thì luôn luôn cần có những cái yếu tố may mắn. Ngoài sự cố gắng ra thì chúng ta cũng cần có những cái yếu tố may mắn của cuộc sống đem lại. Chính vì thế mà Biển Xanh luôn luôn chúc mọi người gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hãy nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất nhé. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị, quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.